Các bạn vô đây là quầy đá phong thủy, vật phẩm thế giới hồn. Đây là phong thủy, đây là tượng Phật, đây là bản đồ viên đá có hình bản đồ rất là đẹp. Đây là ông Phúc Lục Thọ, đây là cốc ngậm tiền. Có gỗ xá xỉ không chị? Nu gỗ lông nhãn. Chị có hỏi gỗ xá xỉ không chị? Đặc tinh rất là thơm. Đây là những cái viên đá mà người ta về để lại nó rất là giá trị. Thật Phật Minh, Phật Di Lặc. Các bạn thấy ha, tôi tỉ ra những cái nhận đá phong thủy gần như là đem lại may mắn. Hả Long Vô, đây là đặc biệt rồng chúng vàng, chụp cho bạn tấm hình nha. Đây rồi, vô đi.